Ecomax xin chào anh chị. Ecomax xin giới thiệu tới anh chị sản phẩm lột đáy từ đơn đến từ thương hiệu Hawanku với mã sản phẩm CEH101Y. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở sản phẩm để xem bên trong sản phẩm sẽ như thế nào nhé. Đi kèm với đây là một chiếc nồi dài dặn có vung là nắp kính có thể quan sát trong quá trình mình sử dụng. Trong sản phẩm có lớp xốp bao bọc xung quanh để bảo vệ trong quá trình vận chuyển. Bao bọc xung quanh nồi có một lớp ni lông chống chảy xước. Đi kèm với bếp là cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Bếp từ đơn của Hawanku có mặt kính là kính ceramic với viền và là nhựa ABS cao cấp. Có nút điều khiển là nút cơ xoay dễ dàng sử dụng. Đi kèm là dây điện dài khoảng gần 1 mét. Để đặt mua sản phẩm, anh chị nhấn vào nút đặt mua trên web ecomart.vn hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên bán hàng có số điện thoại 0243 965 6067 hoặc 0974 17 8586. Trân trọng cảm ơn.